Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 sách giáo khoa Trang trại sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài hình chữ nhật trang số 35. Đây là cái hình chữ nhật nè. Cái hình chữ nhật này là một cái hình có bốn cạnh, bốn cạnh và bốn đỉnh. Và bốn đỉnh này là bốn đỉnh là đều là góc vuông. Cái hình chữ nhật này là có hai cạnh này nó dài hơn, cho nên người ta họ gọi là chiều dài. Còn hai cạnh này là hai chiều ngắn hơn, gọi là chiều rộng. Đó. Thì trong này thì có hai cạnh bằng nhau nè, hai cạnh này bằng nhau, hai cạnh này bằng nhau và có bốn góc vuông. Đó. Đó là hay còn gọi là bốn đỉnh. Đây một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh, bốn đỉnh. Miếng gỗ nào là hình chữ nhật? Đây, miếng gỗ này. Khi mà đã là hình chữ nhật rồi thì chúng ta, đây ví dụ như cái này là hình chữ nhật rồi đó, chúng ta xoay như thế này nó cũng là hình chữ nhật, chúng ta xoay đứng xoay nghiêng gì nó cũng là hình chữ nhật hết nè. Đấy. Đấy, cái này nó là một hình chữ nhật, còn cái này nó là một cái hình bình hành. Hình bình hành thì nó là cái hình này chúng ta sẽ chưa học. Tìm hiểu về góc và cạnh của hình chữ nhật ABCD. ABCD dùng EK để nhận biết bốn đỉnh ABCD. Bốn đỉnh này có là bốn góc vuông không? Vậy chúng ta kiểm tra. Đây, một góc vuông, hai góc vuông, ba góc vuông và góc vuông cuối cùng là bốn góc vuông. So sánh độ dài cạnh AB và CD hoặc là DC gì cũng được, được không? Như vậy thì cái này chúng ta sẽ đếm theo ô, được, đếm theo ô cũng được. Đây 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô. Còn dưới này là 1, 2, 3, 4, 5 ô. Như vậy đều là 5 ô hết, như vậy là hai cái cạnh nó bằng nhau. Nè. Rồi AD và BC. AD là 3 ô, 1, 2, 3, BC là 1, 2, 3. Như vậy đều là 3 ô hết. Nè. Như vậy là bằng nhau luôn. Hình chữ nhật có là bốn góc vuông, một góc vuông, hai, ba, bốn góc vuông. Hai cạnh dài có độ dài là bằng nhau, nên là hai cạnh này là hai cạnh là chiều dài. Đó. Hai cạnh ngắn là có độ dài là bằng nhau, cạnh này là cạnh ngắn. Đó. Độ dài, cạnh dài hay còn gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn hay còn gọi là chiều rộng. Bài số 1, trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật? Như vậy chúng ta nhìn qua thì chúng ta thấy là hình này là hình chữ nhật nè. Hình này không phải, hình này nó bị xéo này rồi, không phải. Hình này bị xéo nè. Như vậy đây là hình chữ nhật nè, hình chữ nhật. Hình chữ nhật. A G H K. Và đây cũng là hình chữ nhật. Hình chữ nhật M N P Q. Rồi có hai hình. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Vẽ hình chữ nhật trên bảng câu. Đây mà khi bảng câu này nó có cái ô này nè, chúng ta lái bên này là chẳng hạn như là lái bên này là 1, 2, 3, 4, 5. Chấm đây một cái ha, chúng ta lái qua đây là 5 ô. Thì xuống đây chúng ta đừng có lái 5 ô, lấy 5 ô nó trở thành một hình vuông rồi. Chúng ta lái là 4 ô, 3 ô, 2 ô, 1 ô hoặc là 6 ô, 7 ô, 8 ô. Đó, đừng có lái là 5 ô. Đó, phải vô chấm chỗ này nè. Rồi qua thì chúng ta bên này lấy 5 thì bên này chúng ta sẽ lấy là 5. Còn bên này dưới này chúng ta có, ở đây tính đây là 3 thì đây này chúng ta kéo lên thì nó phải là cũng là 3. Nè. Ví dụ như giờ thầy vẽ một cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ ở trong này ha. Bây giờ đây. Thầy lái đây một cái. Nè. Trước mắt chấm này cái. Rồi thầy lái qua là 3 ô. Nè. Thì thầy lái xuống là tránh 3 ô. 3 ô nó ra hình vuông. Thầy lái 2 ô. Nè. Thì đi qua bên này. Ở trên 3 ô này dưới này là cũng là 3 ô. Rồi đi lên là 2 ô. Rồi chúng ta nối lại. Nối bốn cái đỉnh mà mới vừa chấm xong á. Thì nó ra có hình chữ nhật.
Bài số 1. Khung cửa sổ có dạng hình chữ nhật. Đây là cái khung cửa sổ này là có dạng hình chữ nhật. Thì cái cạnh này là 150 cm. Thì cái cạnh đối diện của nó, thì cái cạnh này nó cũng là 150 cm. Cạnh bên này là 120 cm, thì cạnh bên này nó cũng là 120 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.